Kinh Hòa Hợp Tăng. Tăng Hòa Hợp, Tăng Hòa Hợp, Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy trong chừng mực nào Bạch Thế Tôn là Tăng Hòa Hợp? Ở đây, này Upali, các tỳ kheo xác định điều trái đạo là trái đạo, xác định giáo pháp là giáo pháp, xác định điều trái luật là trái luật, xác định điều đúng luật là đúng luật. Điều Như Lai không thuyết giảng thì xác định là điều Như Lai không thuyết giảng. Điều Như Lai đã thuyết giảng thì xác định là điều Như Lai thuyết giảng. Điều Như Lai không làm thì xác định là điều Như Lai không làm. Điều Như Lai đã làm thì xác định là điều Như Lai đã làm. Những học giới Như Lai chưa ban hành thì xác định là Như Lai chưa ban hành. Những học giới Như Lai đã ban hành thì xác định là Như Lai đã ban hành. Với 10 quan điểm đúng đắn này, các tỳ kheo không làm việc phá hoại, chia rẽ, không tổ chức tăng sự riêng lẻ và không đưa ra một kiểu giới bổn khác. Trong chừng mực ấy, này Upali, là tăng chúng được hòa hợp.